Xin được chào mừng mọi người, chúng ta đã có mặt tại vòng đầu tiên mang tên là Dò Tìm. Như Minh Sù đã nói thì chúng ta sẽ có hai gói câu hỏi như sau. Xin mời. Tư duy và kiến thức 1, 2, 3 chính là những câu hỏi đơn giản. Trả lời đúng thì mình được 10 điểm, trả lời sai bị trừ 5 điểm. Từ số 4 tới số 6 là những câu hỏi khó hơn. Nếu trả lời đúng được 30 điểm, trả lời sai bị trừ 15 điểm. Chúng ta mỗi người lựa chọn một câu để trả lời và thách đố những người còn lại. Và kết thúc vòng 1, chúng ta sẽ loại đi một người mà mình nghĩ họ là cao thủ. Lựa chọn đi. Sao? Mời Trúc. Trời ơi, Trúc xin chúc một đầu đình. Thôi đầu tiên mình chọn tư duy đi. Tư duy đi. Số mấy nè? Chọn số 2 đi. Số 2 thôi. Giống như mình gửi lời chào các bạn. Hai. Câu hỏi tư duy số 2. Đây là một câu hỏi hình. Hãy nhìn vào màn hình máy tính của mình và trả lời cho chương trình biết đây là từ khóa gì. 30 giây trả lời bắt đầu. Suy luận logic là được. Thời gian gần hết rồi, đánh đáp án vào. Hết giờ. Ok, Lê Bê La, câu trả lời của em là? Trời ơi, mãi mê lo đắm đuối nhìn tấm hình mà em đang suy diễn và em không hề trả lời luôn anh. Thay mặt chương trình xin lỗi em bởi vì tấm hình quá đẹp đúng không em? Mình còn kịp để đánh vô không? Dạ hết giờ rồi anh ơi. Dạ. Câu trả lời của anh Khang Việt là? À, bác thợ săn và chú thỏ. Cái gì, con này con thỏ? Con thỏ. Em nhìn mãi mà nói, con thỏ, không biết phải con thỏ hay không. Bác thợ săn và con thỏ. Cảm ơn anh. Đáp án của Duy Anh là? Theo em thì em nhìn cảm giác đây giống chú sóc, nhưng mà bác ấy thì giống như kiểu nhìn sóc, ngắm sóc. Ngắm sóc hả? Cũng như người ta cầm súng, người ta bắn, người ta ngắm. Cũng hơi mơ màng một tí. Đáp án của em là nhìn sóc. Cảm ơn em. Nào, Thanh Trúc. Không biết luôn. À, mình có ý kiến luôn á, mình biết được luôn á. Băng mời anh. Chim sóc. Săn sóc. Săn sóc. Đúng rồi đó. Đúng rồi. Nói ra cái từ này xong mọi người gật gù ha. Và đó là đáp án của chương trình đó. Có trả lời không? Đâu có đâu. Có trả lời không? Không. Không. Bởi vì là trả lời cái kia rồi, đâu được. Không. Xí, giờ mình xé nháp mình làm lại được không? Dạ không được. Mỗi người bị trừ 5 điểm. Không sao, mới còn câu. Đó, bây giờ mình gỡ điểm nè. Thông minh lắm rồi đó nha. Đó, bây giờ bắt đầu nè. Vô nè. Vô rồi đó. Xin mời anh lựa chọn câu hỏi luôn. Kiến thức hay tư duy? Anh chọn tư duy. Tư duy đi. Tư duy, số mấy anh? Số 1. Số 1 luôn. Rồi luôn. Câu hỏi của chương trình là: thứ gì chỉ có giá trị trước khi được biết đến? 30 giây trả lời bắt đầu. Chọn cái câu. Thứ gì chỉ có giá trị trước khi được biết đến? Trong những giây cuối cùng, anh Khang Việt đã gõ. Mời anh, đáp án của anh là? Thì mình nghĩ là thời gian mà chắc không phải đâu. Ghi nhận đáp án là thời gian. Tiếp tục, Lê Bê La. Không hiểu sao khi nghe câu hỏi này nó thoáng qua là chữ tiền. Tiền à? Ui, cô gái mê tiền. Đúng hay không chưa biết. Nào, giá trị là tiền. Thành Trúc. Trời ơi trời, cái câu này tôi khó quá hả? Trúc nghĩ là âm thanh. Có giống như người ta la mắng chửi bới vậy, nhưng mà có giá trị lúc đó, rồi sau đó mình không nghe, mình không ôi, quan tâm tới cái sự chửi bới là có giá trị. Alo, thì có giá trị cái chuyện là, thì là có giá trị là người ta nghe tới, đó là có giá trị rồi. À hả, cảm ơn Trúc. Là âm thanh chửi bới. Giờ còn Duy Anh. Em thì lại nghĩ là tương lai. Tương lai thì mình, tại vì thứ gì chỉ có giá trị trước khi được biết đến, em nghĩ là tương lai. À, hoặc là ngày mai. Ngày mai. Chúng tôi thì có đáp án như thế này. Đó chính là bí mật. Đúng không ạ? Có một cái bí mật nó sẽ rất giá trị. Nếu như mà biết được cái bí mật này rồi thì vô nghĩa rồi. À, đúng xác, ghi nhận. Cho nên là trừ đều hết. 4 người, mỗi người 5 điểm nữa. Ok. Câu hỏi tiếp theo, số 3. Xin mời, Duy Anh, lựa chọn đi em. Anh với chị chọn tư duy rồi. Em lại hợp số 6. Thế em chắc là em chọn kiến thức đi. Kiến thức đi. Đây là câu hỏi kiến thức số 6. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, người anh hùng nào đã lấy mình để cứu pháo? 1. Lê Văn Tám. 2. Phan Đình Giót. 3. Bế Văn Đàn. Và 4. Tô Vĩnh Diện.
30 giây trả lời bắt đầu. Hết giờ. Xin mời đáp án của Lê Bê là. Dạ, Phan Đình Giót. À, chị em giống nhau. Giống Trúc luôn. Là Trúc lựa chọn Phan Đình Giót luôn. Yeah. Em thì nhớ văn bản là Bế Văn Đàn. Anh Khang Việt, đáp án của anh là. Anh vẫn chọn câu 2. Đó là. Phan Đình Giót. Phan Đình Giót là câu 2. Chúng ta có 3 câu trả lời là Phan Đình Giót và 1 câu trả lời là Bế Văn Đàn. Và câu trả lời của chương trình là Phan Đình Giót là người lấy mình lấp lỗ Châu Mai. Cho nên Phan Đình Giót là một đáp án chưa chính xác. Lê Văn Tám là người châm lửa kho đạn. Cho nên đáp án đầu tiên cũng chưa chính xác. Vậy Bế Văn Đàn hay Tô Vĩnh Diện đây? Xin được thông báo Bế Văn Đàn là người lấy thân mình làm giá súng, còn người cú pháo là Tô Vĩnh Diện. Vâng, mọi người đều sai hết. Vâng ạ. Lại một lần nữa, cao thủ ẩn mình và trừ đều 4 nhân vật ở đây. Mọi người 15 điểm. Giấu ghê quá à. Giấu gì mà giấu ghê vậy trời, 3 câu hỏi rồi mà vẫn còn ẩn. Tất cả đều là ẩn số. Và bây giờ sẽ là câu hỏi cuối cùng được lựa chọn đến từ Lê Bê La. Em chọn kiến thức số 3. Kiến thức số 3, đây là một câu hỏi kiến thức dễ. Và để xem mọi người có ghi về 10 điểm hay không nha. Câu hỏi của chương trình là: đâu là tên giải thưởng dành cho những bộ phim dở nhất điện ảnh Hoa Kỳ? 1. Giải Innovan. 2. Mâm xôi vàng. 3. Giải thưởng Stella. Và 4. Giải Annie. 30 giây trả lời bắt đầu. Anh Khang Việt đã trả lời xong. Thanh Trúc cũng vậy. Lê Bê La cũng xong. Hết thời gian rồi. Xin được mời câu trả lời của Duy Anh. Số 4 đi anh. Số 4 đó dạ. Chính là giải Annie. Lê Bê La, đáp án của Lê Bê La là? Em nghĩ là mâm xôi vàng. Mâm xôi vàng. Anh Khang Việt, đáp án của anh là gì? Anh chọn câu 4. Là giải Annie. Thanh Trúc. Trúc cũng trả lời là mâm xôi vàng. À. Trời, hai chị em bị đều quá vậy. Hai người mâm xôi vàng và hai người là giải Annie. Và để xem nhé, giải thưởng nào là giải thưởng dành cho bộ phim dở nhất điện ảnh Hoa Kỳ. Chúng ta có 4 giải. Giải Innovan là giải thưởng dành cho các phát minh khoa học kỳ quặc và hài hước nhất. Tiếp tục, giải thưởng Stella là giải thưởng dành cho những phán quyết tòa án kỳ lạ nhất. Có vẻ như là đây chính là những cái giải thưởng nó rất là ngộ nghĩnh ha. Rồi, hiểu rồi đó. Và chỉ còn hai giải Annie. Thôi, giải Annie và giải mâm xôi vàng. Giải Annie là giải thưởng dành cho lĩnh vực phim. Rồi xong. Hoạt hình. Chúc mừng cho giải mâm xôi vàng. Yeah. Và bây giờ chúng ta đã khép lại 4 câu hỏi rồi. Hãy đưa ra lập luận của mình xem nào. Em nghĩ em với chị Thanh Trúc là không phải rồi đó. Em á là. Hai cái này. Em là cầu thủ á. Em á. Trong khi chị em trả lời chính xác như nhau. Em nghĩ là một người anh với một người em. Duy Anh có đó. Khả năng cao hơn. Vì sao em lại nghĩ như vậy? Duy Anh có những cái câu trả lời, những cái lập luận nó giống như sao ta, em cảm giác là lập luận đại phải không? Đang đánh lừa lạc hướng. Thực ra bạn biết nhưng mà bạn dùng cái từ của bạn để bạn cố tình nói sai đi. Còn anh của em thì giả vờ ngây ngô này kia ha. Nói chung là chồng em là một người anh một người em này. Ok, cảm ơn em. Nào, Trúc. Thật ra lúc đầu cũng hơi nghi ngờ là, nhưng mà hai chị em sống thật với nhau dữ lắm. Có gì là nói liền à. Trời, tôi nghe cái từ sống thật nó sốt sợ quá vậy. Là cuối cùng là sao? Bây giờ chị cứ thương em là chị đang tính. Thật sự là chắc là không phải la đâu, chắc Duy Anh quá à. Chứ anh Việt hồi nãy giờ là mặt nhìn ngơ rồi. Nhìn ra được cái nét là không phải là cao thủ rồi đó. Trúc đang nghi ngờ nhiều hơn về Duy Anh. Ừ, nghi ngờ Duy Anh. Rồi, hai chàng trai lên tiếng, thời của mình tới rồi. Nào anh Khang Việt, nói. Trúc hơi diễn chút xíu. Mình cũng có vẻ hơi nghi ngờ cô gái này. Tê Bê La thì nãy giờ cũng có diễn đó. Cũng có diễn trong đó. Còn Phan Duy Anh là rất diễn luôn. Trời ơi, thằng em tôi. Tôi nghèo chưa. Nhưng mà loại trừ Phan Duy Anh. Và vì? mình sẽ chọn một trong hai cô gái này. Nhưng mà mình đoán chắc luôn là cái này là bé Trúc. Phần trăm nghi ngờ nghiêng về Trúc. Đúng không ạ? Cảm ơn anh. Nào Duy Anh.
Em thì lại, em lại đang nghi ngờ Lê Bê La. Chị là chị á? Chị? It's me. Oh, no. Nhiều khi là chị thấy một số chị đoán sai ấy. Nhưng mà có một cái em để ý là cái ánh mắt ấy. Nhiều khi em thấy ánh mắt nhiều hơn. Thời gian thảo luận đã hết. Bây giờ xin mời bốn người chơi nhắm mắt lại và hãy làm theo khẩu lệnh của Minh Xù, đừng mở mắt ra nha. Để cho người anh tôi chọn trước. Và mệnh Khang Việt đưa tay về nhân vật mà mình muốn loại. Cảm ơn anh rất nhiều. Mời Lê Bella. Cảm ơn Lê Bella. Mời Thanh Trúc đưa tay về nhân vật muốn loại. Chị loại tôi không trời. Cảm ơn. Mời Duy Anh kế bên. Cảm ơn. Xin mời bốn người chơi mở mắt ra. Vâng ạ. Lê Bê La ơi, anh lỡ miệng anh nói cái từ kế bên. Biết rồi. Nhưng kế bên chỉ được bình chọn có một phiếu thôi, em an toàn. Trời ơi. Và có một người được bình chọn hai phiếu. Và kết quả của chương trình, người sẽ bị loại trong vòng này đó chính là Phan Duy Anh. Oh, no. Tiếc quá đi. Dạ. Thì em xin chúc cho bạn anh chị ở đây thì tìm được người cao thủ đang ẩn mình ở trong cuộc chơi này. Mời em về dưới ạ. Bé nó đi mà nó chúc một lời chúc giống như cao thủ còn ở lại vậy. Mà cũng không biết bé đó có phải là cao thủ hay không. Đó là ẩn số của chương trình. Còn bây giờ, ba người chơi còn lại, chúc mừng mọi người sẽ bước vào vòng 2 được mang tên Định Vị.